65 năm đã trôi qua kể từ ngày chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, nhưng với những cựu chiến binh đang sinh sống tại thành phố Bắc Ninh thì những ký ức 55 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt chưa bao giờ phai mờ. Để rồi ngày trở lại, ký ức ấy lại ùa về trong tâm khảm của những cựu chiến binh. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Vịnh, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh đã tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1951. Ông là một trong những chiến sĩ của Sư đoàn 308, Sư đoàn Bộ binh chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm nay đã 91 tuổi và đây cũng là lần đầu tiên sau 61 năm ông về thăm lại chiến trường xưa. Từng hố bom, từng mảnh đạn và những ký ức trong ngày đầu tiên nghe theo tiếng gọi của đất nước, hăng hái lên đường nhập ngũ vẫn luôn in sâu trong tâm trí của ông. Ngay từ lúc bây giờ, mặc dù là cái sự nhận thức về chính trị của tôi nó không chưa được trưởng thành như bây giờ, thế nhưng mà tôi đã thấy được cái sức mạnh rất lớn lao của toàn đảng, toàn dân ta với một cái quyết tâm rất nỗ lực. Qua cái thể hiện những đồng bào ta ở trong Thanh Hóa, bây giờ người ta cùng những đoàn dân công, người ta cùng đi với chúng tôi. Thì trên đường hành quân, cứ một bên là bộ đội, một bên là dân công. Thế chúng tôi đi vừa giao lưu, hò hát, động viên nhau. Thế mà lúc đó thì trong lòng chúng tôi đã thấy phấn chấn và rất tin tưởng. Hành trình thăm lại chiến trường xưa là dịp để các cựu chiến binh ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên, một thời đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vinh dự của các cựu chiến binh, mà còn là tấm gương sáng cho những thế hệ trẻ học tập noi theo, góp phần thể hiện đạo lý truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình về lại chiến trường xưa lần này, Hội Cựu Chiến binh thành phố Bắc Ninh đã trao tặng 100 triệu đồng cho Hội Cựu Chiến binh thành phố Điện Biên Phủ để hỗ trợ xây dựng nhà khách Hội Cựu Chiến binh tỉnh Điện Biên. Tôi rất vinh dự khi được thăm lại chiến trường xưa cùng với những nhân chứng lịch sử là các bác trong Hội Cựu Chiến binh của thành phố Bắc Ninh. Tuổi trẻ ngày hôm nay thì được sinh ra và lớn lên và được thừa hưởng nền độc lập tự do của dân tộc do các bác, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, các thương bệnh binh đã không tiếc một phần xương máu của mình gửi lại nơi chiến trường. Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào về truyền thống cách mạng, về truyền thống yêu nước của dân tộc ta và cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa trong việc cố gắng, nỗ lực, rèn luyện, cống hiến để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đã có hơn 4.000 chiến sĩ của quân ta đã ngã xuống. Các anh đã ra đi mãi mãi, nhưng tinh thần quyết chiến quyết thắng của các anh vẫn luôn chảy mãi trong dòng máu của những người đồng đội năm xưa. Trước anh linh của anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn tự hứa sẽ đời đời ghi nhớ công lao của các anh, ra sức phấn đấu thi đua trong công cuộc xây dựng nước nhà ngày một giàu mạnh. 61 năm tôi mới được trở lại đây. Trở lại đây tôi không nhận ra được địa danh là thế nào. Vì trước đây khi tôi ở đây, ngoài có hai cái nhà gạch của huyện ủy, còn lại là Điện Biên chỉ có một dãy phố từ trung tâm huyện xuống Bom Lót. Hai cái dãy nhà tranh tre nứa lá của nhân dân. Chứ làm gì có các cái nhà cao cửa rộng như bây giờ đâu. Cho nên lên đây tôi gần như bị lạc lõng và bị choáng ngợp, nhưng đồng thời cũng vô cùng sung sướng, làm ấm lòng mình đã có một chút công lao nhỏ đóng góp với địa phương, và có lẽ cũng ấm lòng anh em chúng tôi đã nằm lại địa phương này. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của lớp lớp cha anh đi trước vẫn luôn còn đó, như nhắc nhở chúng ta hãy luôn sống và làm việc, cống hiến cho Tổ quốc, để từ đó viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc ta, để sánh vai với các cường quốc năm châu, điều mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta vẫn hằng mong muốn.